Rồi, Hiện Tiên xin chào quý cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Rồi. Để giữa không để đi để ngoài mé. Anh Ngọc lên. Rồi, anh Vũ Linh về anh làm bể. Rồi bể luôn à. Để góc này nè, ngã nè. Lại cái bị mông hơi nặng. Để giữa. Kêu ếch giùm. Tuyền về để đâu ta? Vô cái sọt rồi. Cái gì vậy? Cái đó chị. Bình hết trang bình nè. Cái bộ đồ giống như là đã đồ thế sao mà chắc. Mà lần đó là ổng vui. Tôi với ổng hai người còn nói chuyện nữa. Nói chuyện nhưng mà mình quên hết những cái chuyện mà mình với ổng nói chuyện rồi. Mình quên. Hay. Mà thấy ổng tươi lắm. Tôi với ổng nói qua nói lại, nói qua nói lại. Rồi xong. Cái là việc mình thấy là từ bữa giờ ổng thấy nữa. Ai thấy vậy. Dạ con chào cô. Cô đến đây mấy lần rồi? Lần đầu tiên. À là bữa có nghĩa là vậy nè. Rồi xong rồi tôi mới nói. Tôi nói thôi. Nói thẳng là tôi cũng có miếng đất cho trời mình phước. Tôi nói thôi bây giờ nếu mà anh Linh Thiên á, anh cho tôi bán miếng đất cho mình phước đi. Rồi thẳng tôi đi tiện đường lên chở nó tôi này nọ với buôn bán. Rồi tôi ghé đây, đi tiện đường tôi ghé đây tôi tha tôi thắp hương cho anh. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung là đâu phải là ai nói bán được bán được đâu. Do cái thằng phước của mình thì nói chung là cũng chưa có bán được. Nói chung là năm ngoái đúng là người ta mua nhưng mà tại mình cũng ham lời á. Yeah. Mình không có bán, xong mà neo lại, giờ cần tiền. Thế thôi sẵn cuối năm đi lên cúng, đi lên cúng. Rồi xong cái mình giữ lời hứa, mình phải đi lên thắp hương cảnh. Yeah. Mặc dù không quen không biết nha, chỉ lúc ổng mốt mà mình theo dõi mình mới tìm hiểu, mình thấy ổng. Yeah, nói tính ra là cô đã ra thấy chú hai lần. Chú thấy hai lần đó. Thì hôm nay cô đến cúng. Thì là cô nằm mơ thấy chú hai lần. Này nó nhẹ quá không, cái bình này nó nặng lắm á. Chút nữa nó làm cái bọt. Nó có chỗ dựa rồi. Nói chung là coi YouTube thì thấy thấy hết rồi, theo dõi là biến hết rồi, những cái em đầu đầu là biến hết. Khó được rồi. Ai thấy là vậy á. Dạ. Quên để đốt nhang cho mấy mộ xung quanh nữa chứ. Thôi để anh Ngọc anh thắp cho cô bó nhang cô. Cô chị Thanh Kim Huệ ra. Ủa cô ơi, hồi nãy con vô sao á, con không biết là cô nằm mơ thấy chú hay sao cô? Ý là giống như mình nói thông thông vậy đó. Mà sao ổng cũng linh thiêng á. Ổng cho mình thấy. Dạ, yeah, tức là cô nói. Tại vì cô có nói với anh nói hồi nãy mấy em này đầu thì chứng kiến rồi nè. Dạ. Thì nói đi rồi nói cho em hiểu, có nghĩa là tôi có một người bạn. Cô đó là cô có tâm tu, cô có một cái tâm bảo tại gia. Thì đúng hay sai thì ổng biết. Thì qua bển chơi, ổng kể của nó là thấy nghệ sĩ Vũ Linh về đó. Cái xong cái nói thiệt hả? Nói ừ. Tại vì người ta tu người ta nói nó xạo. Cái tâm hồn chú anh nghệ sĩ Vũ Linh về mà ổng khóc, mới là ổng khóc. Thì cô đó cô tu á, cô cũng cầu kêu ảnh là bỏ hết tất cả đi, buông bỏ đi, đi tu đi. Còn cái chuyện gia đình con cái mình thì cứ để một bên. Đó. Rồi xong thì chị cũng quyết kỳ. Thì chị nó nói cái khi nào mà anh về anh thua nọ thua nhiêu thua chắc vậy không. Nói trời nói chứ đâu phải dễ. Cái xong rồi chị mới nói không không. Rồi nói trời nếu mà anh Linh Thiên anh cho tôi thấy
cái vô tình ổng cho mình thấy hai lần đó nãy kể đó. Dạ. Thấy, mình nằm mơ mình thấy thôi nhưng mà thấy thật sự. Dạ. Dạ. Dạ thôi để đi khám mai cho mấy anh chị. Dạ dạ, 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 dạ. Đi đường này cũng được cô. Cô thứ mấy cô? Cô thứ hai tên Đức. Tên đời là tên Đức, cô là thứ hai nữa kia. Cô hai Đức. Cô hai Đức. Nãy cô đang cởi cái anh Ngọc mới đem cái bình hoa ra đây mà đang cởi đó. Nó nổng cái rớt cái bùm luôn. Bình hoa nào vậy? Vải thép luôn. Cái bình hoa mã dài dài á, nâu nâu. Mã dài dài nâu nâu. Có bông á. Đó cái đích nó nhỏ nhỏ đó y như cái gì nấu á, cái bình bông đó đó à. Vậy là bình hoa nó bể hả? Quả nè, nước mà. Nước không nè à. Vậy là anh Ngọc lắm mua được bình hoa khác đền cho chú nha. Thiệt hay giả? Dạ. Mà chị thấy có một cái trang đăng lên nói em là người của bà Sáu á. Ủa nhiều quá, à, nhiều người nói lắm. Nhiều lắm cô ơi. Ủa vậy là nhiều chị mới xem được hả? Chứ đó giờ là nhiều rồi. Thì không phải chị xem rất là nhiều nhưng mà sau bữa vô tình chị thấy một cái fanpage đó. Dạ. Coi như là một cái status đó nói là người đó nói là okay, em á. Đi. Bỏ đi. Cái bỏ đi. Nó là trên mạng mà. Đây. Thì bởi giờ ta nói người ta nói mình đã đi từ đầu tới đuôi rồi là mình nhớ dạ, đi thẳng luôn nha. Nhớ đi thẳng. Nên là mình bỏ đi. Đừng có quẹo. Mình làm mình biết được. Không, mình thì người ta muốn nói gì nói. Bởi vì người ghét rồi. Sáng giờ là cô là người thứ hai á, nói mấy anh em. Đúng rồi. À, cũng nói mấy anh em thì nên cảnh giác, như là đi vô đây anh ta gia đình đó vô thì mình chỉ quay thôi chứ đừng nói gì hay là thấy không? Thì như bữa cũng có anh em đây thì hỏi qua hỏi lại đồ vậy đó, rồi người ta cũng nói mình giờ đi hai hàng, nhưng cũng nhiều ý kiến lắm. Nhưng mà ai tới đây thì ghi hình thôi cô chú anh chị ơi, chứ anh em thì chiếu là mình ủng hộ chính nghĩa ha. Chỉ là ghi hình thôi, chuyện gia đình thì để gia đình đã có pháp luật rồi cô chú anh chị. Bắt gặp nha. Cái gì mà dò. Đúng rồi. Ai mà đi hết nha. Ủa, bên đây còn nữa nè. Trời, muốn hai mặt thì cho tiễn đi bớt từ từ vậy đó. Cái gì vậy? Nãy lụm sâu. Ê, lọc, gửi anh cái lọc. Gì vậy? Ở đâu hả? Lọc của chú để lại á. Cái bình bông nó rớt xuống bể. Rồi, chúc mình anh có bể. Mới bể đây luôn hả? Nè, cô đang cởi cái giấc mơ đó, nó ngã cái bình bông cái bọp luôn. Gì hả? Cái này là tắc u vàng đó. Cái này anh không dám nhận lọc. Nhận gì rồi, tết ai nhận cái lọc bể. Ờ. Nhận liền chứ. Ai bể. Đem ra về à. Đem chị hai cái à. Cái bể à, không lấy về nha. Rồi. Kinh tết rồi đã nhận lọc nguyên trời. Không ngờ bởi mẹ là không nhận nha. Bỏ là mắc lọc gắn kẹo đó nha. Trời ơi. Giấc mơ của cô ha. Cô đang cởi á, ngã cái bình bông luôn á. Cô đang cởi em mới lại nha. Nó lỏng cái bóp. Chị anh đang ngồi ở ngoài mà anh nghe cái bóp. Em cũng hết hồn luôn chứ. Mốt mà anh nghe cái bóp vậy là anh kêu ít. Rồi tới đây thì cái video của Hiền Ti xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành nha, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Ti luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.